cách đây hơn 2.500 năm trước, trong khi cả vũ trụ đang chìm trong màn đêm u tối của vô minh và ái dục, một bậc vĩ nhân đã ra đời. Đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành, Thái tử luôn thấy danh vọng, niềm vui, khoái lạc trong hoàng cung và ngoài thế gian đều là phù du, trống rỗng. Thái tử luôn trăn trở, làm sao cho con người không phải già, không phải bệnh, không phải chết. Với ý chí kiên định, Thái tử đã rời bỏ vương vị, thoát ly gia đình, vợ con, quyết tìm ra con đường thoát khổ để giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho nhân sinh. Suốt 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh trường già, với trí tuệ dũng mãnh, sự nỗ lực siêu phàm, dưới cội Bồ Đề, Ngài đã phát lời đại nguyện. Dù máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da, ta quyết không rời niệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật. 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đơn độc chiến đấu với ngoại ma và nội ma. Đến đêm thứ 49, cội Bồ Đề an tịnh, chiếc bồ đoàn vẫn điềm nhiên bất động. Chỉ trọn đêm nay, một vầng nhật nguyệt sẽ xuất hiện trên thế gian, soi rọi cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm đen mộng trường, mở toang cánh cửa của lộ trình giải thoát bất tử. Đêm thứ 49, vào thời canh một, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng túc mạng minh, nhớ được vô số kiếp của mình và của tất cả chủng loại chúng sanh, thấy biết rõ về chủng loại, dung sắc, danh xưng, địa vị, gia thế, sự nghiệp, cha mẹ, sướng khổ của mình và tất cả chúng sanh trong các kiếp sinh tử. Mây đen vần vũ, sấm sét lăng không.
sang canh hai, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng thiên nhãn minh, thấy trong pháp giới này có vô số thế giới, thấy biết rõ bản chất của pháp giới, nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới, thấy biết rõ nhân quả sinh tử của tất cả chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường: trời, Atula, người, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.